Thì xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn một cái ISO được đánh giá là rất là cực kỳ hot và cực kỳ tiềm năng ở thời điểm hiện tại luôn. Thì cái ISO này có trang web là swarm.io, và trang web này được đánh giá rất là cao trên cái diễn đàn ví dụ như là BitcoinTax hoặc là trên những cái trang ISO ISO đánh giá như là các bạn có thể tìm hiểu thông tin của nó trên là ISO ban này. Đây được 4.3 trên ISO ban. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng cho cái một cái ISO nào mà mới ra ở thời điểm hiện tại như thế này. Thì cái đồng coin này có token là OMX và nó sẽ một Ethereum thì các bạn sẽ mua được 7.000 OMX này, và nó được trên nền tảng là Ethereum Accept. Thì cái này nó sẽ accept các bạn mua được bằng ADR là BTC hoặc là Fiat. Số cap của nó là 75.000 Ethereum và hard cap là 75.000, và country của nó là USD. Cũng giống với một số đồng coin khác là các bạn phải verify vào tham gia wallet của nó thì mới được mua ICO. Và đồng coin này nó sẽ không cho người Hoa Kỳ để tham gia ISO này. Thì cái Swarm, đồng coin Swarm này thì nó phát triển những cái nền công nghệ blockchain để process những cái thông tin, những cái sức khỏe hoặc là transformation, tức là những cái hoạt động thường ngày của mọi người trong lĩnh vực sức khỏe và bảo mật thông tin này nọ ha. Software thì nó có mục đích phát triển rõ ràng và có định hướng. Thì đây là một cái ISO, và đặc biệt nữa nè, cái Telegram của nó tới 65.000, 69.000, 70.000 người tham gia Telegram. Thì đây là đánh giá là một đồng coin cực kỳ tiềm năng và được nhiều người tham gia vào cái Telegram đến như vậy. Thì ở trước đây thì những cái đồng coin khác như là Aspid hoặc là như là Adlock thì cũng không có cộng đồng lớn như thế này, được đánh giá rất là tuyệt vời trên ISO ban là 4.3 và được cộng đồng Telegram rất là lớn như thế này, làm được khẳng định đây là một coin rất là tiềm năng ha các bạn, đáng để các bạn có thể tìm hiểu cái đồng coin này để có hướng đầu tư thích hợp cho đem lại cho mình. Thì đồng coin này thì nó sẽ 7 tỷ người trên thế giới này để phát triển cái công nghệ này. Đây, We are back from security up này là protect data của mọi người, tức là những dữ liệu mà mọi người nó sẽ được bảo mật một cách tốt hơn và toàn diện hơn, các thông tin, các tài khoản ngân hàng hoặc là cái gì đó. Thì ở đây là một số thông tin cơ bản về này, thì mình sẽ tìm hiểu tiếp tới cái phần mà tem phát triển của nó cũng như cái lộ trình phát triển của nó trong thời gian sắp tới. Thì qua bên đây ha, tem và partner đây. Thì đây là một nhà CEO nổi tiếng, thì các bạn cũng đã biết thông tin của ông này rồi, cũng rất nổi tiếng trong lĩnh vực blockchain và cái đồng coin thế này, cũng khá người đông và theo dõi cái việc healthcare này. Ha, tem rất là mạnh, nhìn chung là về mặt cái website được truy cập cộng đồng và cũng như việc đánh giá cũng như tem được đánh giá khá là mạnh ở thời điểm hiện tại. Như vậy event thì
nó sẽ có những cái event cho mọi người tham gia để kiếm thêm những cái token này. Rồi đấy. Những sản phẩm thì nó sẽ update sau cái một sản phẩm này. Và để liên hệ thì các bạn có thể tham gia Gmail họ hoặc là tham gia cái group Telegram để cập nhật thêm tin tức và rất rất nhiều thông tin bổ ích trong cái nhóm Telegram này ha. Thì cũng rất là nhiều đánh giá bình luận tích cực dành cho cái site này trong Telegram của họ. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo cái white paper của nó ở đây. ID đây. Tại sao bạn lại chọn cái đồng coin này? Thứ nhất là cái việc data của nó, cái việc quản lý dữ liệu của nó rất là tuyệt vời, được bảo mật tốt và mọi người đem lại sự phát triển ha. Thì cái thông tin information, tức là thông tin của người về sức khỏe, và nó sẽ cung cấp cho mọi người thông tin sức khỏe, bảo vệ mọi người qua các ứng dụng ha. Đây. Đây, bạn có thể được sức khỏe nè, bảo mật về tiền hoặc là access về cái collect thông tin dữ liệu ha. Smart contract này, cái coin này là lĩnh vực trong ngành y tế nha các bạn. Thì đây là một đánh giá là một cái coin nền tảng và có rất tuyệt vời. Đây là wrap mode của nó, thì các bạn thấy này. Tới 2017 là đã phát triển ý tưởng này. Tới 2019 thì nó sẽ hoàn thành cái platform đó và đưa cái ICO này lên trên ha. Phát triển ra toàn thế giới. Về mặt token sale thì nó có như mình đã vừa nói ở bên Bitcoin thì tổng tổng supply là 3 tỷ ha. 3 tỷ token cho việc buôn bán này. Và 20% cho platform và developer và 25% cho này, 21% cho marketing. Đây là tổng 100%. Các bạn có thể tìm hiểu trên website Facebook, Twitter, Telegram, LinkedIn, Instagram, Medium và rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng khác ở đây ha, đều rất là rõ ràng về cái thông tin này. Xin cảm ơn các bạn, thì bài review của mình đến đây là kết thúc. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái ISO này. Và có gì thắc mắc các bạn nhớ comment bên dưới video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.